Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân vừa có thông báo số 147 về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm 2019. Cụ thể số lượng cần tuyển dụng là 136 chỉ tiêu, gồm 112 giáo viên mầm non, 2 giáo viên văn hóa tiểu học, 3 giáo viên âm nhạc tiểu học, 2 giáo viên mỹ thuật tiểu học, 2 giáo viên tiếng Anh tiểu học, 4 giáo viên thể dục tiểu học, 2 nhân viên thư viện thiết bị tiểu học, một giáo viên môn hóa học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Về điều kiện tuyển dụng, đáng chú ý là ứng viên có hộ khẩu thường trú ngoài huyện phải cam kết công tác trong ngành giáo dục như xuân ít nhất 10 năm nếu được tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp kèm theo lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân. Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân. Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2020. Để giúp đỡ những nạn nhân từng bị lừa bán trở về quê hương vượt qua khó khăn mặc cảm, những năm qua Thanh Hóa đã tranh thủ các nguồn hỗ trợ, thành lập các mô hình hỗ trợ nạn nhân với mục đích giúp cho các đối tượng có nguy cơ bị mua bán và bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ nhu cầu thiết yếu như giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp tâm lý, học nghề, nhóm tự lực tại xã Ngư Lộc huyện hậu lộc là một ví dụ. Được thành lập từ năm 2013, nhóm tự lực xã Ngư Lộc gồm có 13 thành viên là những nạn nhân đã từng bị lừa bán sang Trung Quốc và những người có nguy cơ bị mua bán. Cuộc sống của chị em đa phần gặp nhiều khó khăn, không có việc làm ổn định. Để tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, cấp ủy chính quyền xã Ngư Lộc đã giao cho hội phụ nữ xã giả soát nhu cầu vay vốn của chị em để tiếp tục hỗ trợ các chị em vay vốn. Bên cạnh đó, từ dự án thí điểm hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của Tổ chức Liên minh Phòng chống buôn người AAT đã hỗ trợ nguồn vốn 100 triệu đồng cho các thành viên vay để phát triển kinh tế. Từ các nguồn hỗ trợ của tỉnh, trung ương, các thành viên đã được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Hiện nay, các thành viên trong nhóm tự lực đã có cuộc sống ổn định. Các chị trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong phòng chống mua bán người tại địa phương. Qua đường dây nóng 0888253636 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, người dân phản ánh tại chân cầu Mục Sơn thuộc địa phận thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, từ lâu đã diễn ra tình trạng khai thác buôn bán cát trái phép với quy mô lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống người dân. Phóng viên thời sự đã tìm hiểu thực tế để làm rõ nội dung phản ánh của người dân. Mới 8 giờ tối, khi lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên cầu Mục Sơn còn khá tấp nập, chiếc tàu này đã ngang nhiên khai thác cát trái phép. Liên tục trong đêm, nhiều tàu thuyền lớn nhỏ tắt điện liên tục hoạt động khiến một đoạn sông dài cách chân cầu Mục Sơn vài chục mét về phía thượng nguồn sông Chu như một công trường. 4 giờ sáng hôm sau khi việc hút cát hoàn thành, cát được chở ngay đến chân cầu Mục Sơn, cách vị trí khai thác không xa để bán. Cát được xúc bán trực tiếp từ tàu thuyền lên hàng chục xe ô tô lớn nhỏ. Theo một số người dân địa phương, sự việc này diễn ra thường đến khoảng 6-7 giờ sáng, thậm chí có ngày còn ngang nhiên hoạt động đến tận trưa. Sau khi tìm hiểu thực tế, nhóm phóng viên thời sự đã hẹn làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lam Sơn để tiếp tục làm rõ tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực cầu Mục Sơn. Nhưng khi gặp phóng viên, vị lãnh đạo này đã viện lý do từ chối và hẹn làm việc vào một thời gian khác. Tôi đã họp ở trên kia là thống nhất để cho ngày hôm nay là địa chính và tài chính là tất cả hai đơn vị cũ và mới để bàn giao với nhau. Mà ra thì không 20. phải đùng cái từ một cái thì một tiếng 2 tiếng mà xong Mà có khả năng lại phải kéo dài đi tôi cho từ nay đến 20 Nếu lịch hẹn thì phải tuần sau thì tôi mới lên được. mới lên rồi. Tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực cầu Mục Sơn không chỉ vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản mà còn gây ra nhiều hệ lụy về an toàn đê điều, môi trường, an ninh trật tự. Đồng thời cho thấy sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan. Thực hiện mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tích Nguyên đán canh tí 2020, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12, Công an huyện Hậu Lộc đã liên tiếp phát hiện bắt giữ 3 vụ, 5 đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản và mua bán ma túy. Cụ thể ngày 15 tháng 12, Công an huyện Hậu Lộc đã điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Công và Nguyễn Văn Minh đều sinh năm 2000 ở xã Hải Lộc đã có hành vi cướp giật tài sản là điện thoại di động của một người dân ở xã Ngư Lộc. Tiếp đó, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1991 ở xã Ngư Lộc, là thủ phạm đã đột nhập vào cửa hàng bán bánh mì trên địa bàn xã Minh Lộc, trộm cắp tiền thì bị quần chúng nhân dân phát hiện bắt quả tang. Mới đây nhất, ngày 17 tháng 12, Công an huyện Hậu Lộc đã bắt hai đối tượng đang mua bán ma túy, gồm Vũ Đình Hân, sinh năm 1985 ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, và Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1983 ở xã Hoàng Phượng, huyện Hoàng Hóa. Tăng vật thu giữ gồm 47 gam heroin và nhiều tăng vật có liên quan khác. Hiện công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố ba vụ án nói trên và tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Vào lúc hơn 8 giờ sáng nay khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì xe khách chạy tuyến Hà Nội Thanh Hóa bất ngờ mất lái tông thẳng vào trạm thu phí tại thị xã Bỉm Sơn, khiến tài xế và một hành khách bị thương. Khi đang lưu thông, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B 11215 có 12 hành khách khi tới đoạn km 286 cộng 397 phường Bắc Sơn, thị xã Bìm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thì bất ngờ mất lái tông thẳng vào cabin của trạm thu phí Bìm Sơn. Trạm thu phí này đã ngừng hoạt động từ năm 2017. Cú tông mạnh khiến xe khách vỡ nát phần đầu, cabin trạm thu phí cũng bị hư hỏng nặng, lái xe và một hành khách bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông quốc lộ 1A đã nhanh chóng tới hiện trường phối hợp với công an thị xã Bìm Sơn, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, xử lý vụ tai nạn, điều tiết giao thông qua khu vực. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Bản tin 18 giờ 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Theo dự báo của Bộ Công Thương, năm 2020, sản lượng điện sản xuất và mua toàn quốc là khoảng trên 261 tỷ kW, tăng 9,1% so với năm 2019. Trong năm 2020, các nguồn nhiệt điện than thủy điện và nguồn nhiệt điện tua bin khí vẫn đóng vai trò quan trọng. Tổng công suất các nguồn điện mới dự kiến vào vận hành trong năm 2020 khoảng 4.300 MW, trong đó sẽ có khoảng gần 2.000 MW điện gió và mặt trời mới vào vận hành. Các nguồn năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối cung cấp khoảng 10,868 tỷ kWh, tương đương 4,16% tổng nhu cầu điện. Đặc biệt năm 2020, để đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, ngành điện dự kiến sẽ phải huy động tới 3,397 tỷ kWh từ nguồn điện chạy dầu giá thành cao. Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra hàng nghìn cây thông tại vườn quốc gia Tam Đảo bị kẻ gian khai thác nhựa trái phép trong thời gian dài. Cụ thể, khu rừng thông có diện tích 98 ha được giao khoán cho 4 hộ dân bảo vệ, có hơn 1.300 cây thông có đường kính 25 cm bị cạo vỏ lấy nhựa. Việc cạo vỏ cây thông lấy nhựa không được phép của Vườn Quốc gia Tam Đảo được xác định vi phạm khoản 11 điều 20 Nghị định 35 năm 2019 NDCP ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Khoảng 16 giờ chiều qua 18 tháng 12, trong lúc thi công cầu Hòa Bình 2 thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, hai cây cột cao hình tròn bất ngờ bị gãy sập xuống sông Đà, hất văng bốn công nhân xuống sông. Có ba nạn nhân đã bơi được vào bờ, còn một người mất tích cơ quan chức năng thành phố Hòa Bình đang tích cực phối hợp với các đơn vị và cá nhân có liên quan điều tra giải quyết vụ việc. Ngày 18 tháng 12, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang cơ sở có hành vi làm giả thương hiệu nước uống tăng lực Number One tại khu phố 3A, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, do Trần Minh Hải, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mát 350 thùng nước ngọt giả thương hiệu nước tăng lực năm bầu ăn thành phẩm cùng nhiều phương tiện công cụ phục vụ cho hành vi làm giả. Đồng thời, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều bao bì nhãn dán của thương hiệu bột giặt Omo Thai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Khoảng 19 giờ 30 tối qua, ngọn lửa bùng phát tại một phân xưởng sản xuất đế giày của công ty trách nhiệm hạn Đỉnh Vàng, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Nơi xảy ra cháy chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy và độc hại, gây khó khăn cho công tác dập lửa. Đến 22 giờ tối, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 1.000 mét vuông nhà xưởng sản xuất đế giày. Nhiều xe chữa cháy đã tiếp cận sâu vào hiện trường, hiện chưa thống kê được thiệt hại. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, Phan Văn Được, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Thiện Phúc, có trụ sở đóng tại xã Phong An, Phong Điền. Lê Mộng Nhàn, sinh năm 1983, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền, là kế toán trưởng công ty, cùng hai đối tượng khác là Đặng Thị Thu Ngân, sinh năm 1981, trú tại Hương Toàn, thị xã Hương Trà. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1990, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế, đã xuất khống trên 400 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hiếu hạn Phan Thiện Phúc để bán cho các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tổng các giá trị hóa đơn đã xuất bán cho các đơn vị doanh nghiệp là hơn 31 tỷ đồng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ Bản tin 18h30 ttv.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636 Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai